Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Ngày 25 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã có thông báo gửi các cơ quan chức năng huyện Bố Trạch về việc tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch về hành vi đánh bạc. Ông Anh nhiều ngày qua không đến cơ quan làm việc, không liên lạc được. Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch cho hay đã có báo cáo gửi lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình và huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch về trường hợp của ông Phạm Thế Anh để có chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định. Trước đó vào ngày 22 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và nhiều đơn vị khác triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Công an đã tạm giữ 6 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1991, Nguyễn Văn Thưởng, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1975, Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1978, Nguyễn Văn Trinh, sinh năm 1983 và Phạm Thế Anh, sinh năm 1979, cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bước đầu xác định, từ đầu tháng 6, Nguyễn Xuân Hùng quản lý sử dụng một tài khoản đánh bạc để hoạt động đánh bạc trong mùa bóng Euro 2024. Hùng sử dụng điện thoại thông minh đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc và giao cho các đối tượng khác sử dụng đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua tài khoản là hơn 10 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Bình đã làm việc đối với 20 đối tượng, thi hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng là Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Văn Thưởng, thu giữ 15 điện thoại di động, máy vi tính, các tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh bạc và 70 triệu đồng tiền mặt. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lào Cai cho biết đã tổ chức hội nghị lần thứ 37 xem xét quyết định một số nội dung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Cao Khải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lào Cai thảo luận, thống nhất kết luận ông Hồ Cao Khải với cương vị Bí thư Đảng ủy từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021 chưa chỉ đạo tổ chức các cuộc họp riêng Ban Thường vụ Đảng ủy để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp định kỳ của Đảng ủy theo quy định. Các cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy sở được lồng ghép trong các cuộc họp giao ban lãnh đạo sở theo quy chế làm việc của Đảng ủy, họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do Ban Thường vụ Đảng ủy triệu tập. Việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nội dung chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Nghị định 138/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 115/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Ông Khải đã không kê khai sơ lược lý lịch xin đi công tác và lý lịch của người xin vào Đảng về nội dung vi phạm kỷ luật quân đội của bản thân trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự tháng 2 năm 1993. Những vi phạm của ông Khải đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Khải công tác. Ông Khải đã vi phạm điểm H, khoản 1, điều 29, quy định 69 của Ban chấp hành Trung ương, quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ yếu lý lịch, lịch sử bản thân không đầy đủ, không trung thực, khai lý lịch đảng viên không đúng đặc điểm chính trị của bản thân. Căn cứ vào quy định trên, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai đã tiến hành thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật đối với ông Hồ Cao Khải bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hồ Cao Khải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham gia công tác cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chi ủy, chi bộ 1 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc nhận thức chưa đầy đủ và chưa thực hiện đúng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên trong việc bỏ phiếu đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng thời, yêu cầu ông Hồ Cao Khải nghiêm túc thực hiện quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thực hiện kê khai bổ sung nội dung vi phạm bị thi hành kỷ luật quân đội trước đây vào hồ sơ cán bộ, công chức, đảng viên theo đúng quy định. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trước là huyện Đông Hòa, về các tội vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về tội vi phạm về quản lý đất đai, các bị can bị truy tố gồm Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, cùng Nguyễn Thị Thùy Dung, Lê Bá Hùng, Nguyễn Văn Tiên và Huỳnh Tấn Phước đều là nguyên công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Hòa. Riêng bị can Lưu Bá Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị truy tố gồm Phạm Hoàng Huynh, nguyên công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, Phạm Trường Kỳ, nguyên khu phố trưởng khu phố 2, phường Hiệp Hòa Trung, thị xã Đông Hòa, Trần Hải Âu, nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung, Văn Phú Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa Trung, Nguyễn Bửu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa Trung,
Nguyễn Ngọc Quang, nguyên cán bộ địa chính phường Hiệp Hòa Trung, Nguyễn Văn Đan, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Hòa Trung, Bùi Văn Hùng, nguyên cán bộ địa chính xã Hiệp Hòa Nam, thị xã Đông Hòa, Trần Hùng, nguyên cán bộ Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa Nam, Nguyễn Thế Diễn, Nguyễn Trúc Nhuệ, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Hưng Quý đều là nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa, Phan Văn Sáo, nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa và Nguyễn Trình Văn, nguyên cán bộ phòng tài nguyên môi trường thị xã Đông Hòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Phú Yên, từ năm 2013 đến năm 2019, các cán bộ nói trên đã lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.156 hộ gia đình, cá nhân trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm hơn 308.000 m2. Những cán bộ này đã ký cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và các cá nhân trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm gần 12.000 m2. Hành vi sai phạm của 22 bị can nói trên đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Đông Hòa, gây mất uy tín, lòng tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Sau khi vụ việc xảy ra, các bị can này đã tự nguyện nộp hơn 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng xác định, ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Khoa học Đầu tư Phú Yên, có những hành vi liên quan đến các sai phạm nói trên của 22 cán bộ thị xã Đông Hòa, khi còn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa, nay là thị xã Đông Hòa, chỉ trong 3 ngày, 26 tháng 1 năm 2018, 30 tháng 3 năm 2018 và 24 tháng 7 năm 2018, ông Tiến đã ký 42 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm sang đất ở trái với quy định pháp luật với diện tích sai phạm là 9.000 m2, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 385 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tiến đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả số tiền nói trên. Mặt khác, có 37 trên 42 quyết định được ông Tiến ký trong thời điểm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa, không phụ trách lĩnh vực đất đai nhưng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa ủy quyền và 42 hồ sơ này đều được Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa thẩm định trước khi trình ông Tiến ký. Ông Tiến không được hưởng lợi ích vật chất khi ký các quyết định nêu trên, nên Viện Kiểm sát Nhân dân Phú Yên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Tiến mà xử lý hành vi bằng biện pháp khắc phục răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố 3 đối tượng để điều tra hành vi làm giả giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi. Các đối tượng bị khởi tố gồm Phan Quang Nghệ, sinh năm 1988, chuyên viên phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu, Bùi Thiều Đỗ Lê, sinh năm 1979, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Lâm Vinh, thành phố Cần Thơ và Trần Quang Thuận, sinh năm 1981, ngụ tại thành phố Bạc Liêu. Theo kết quả điều tra, Phan Quang Nghệ đã cấu kết với Trần Quang Thuận và Bùi Thiều Đỗ Lê để làm giả hồ sơ cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo nhằm trục lợi. Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bắt tạm giam Phan Quang Nghệ về hành vi giả mạo trong công tác và nhận hối lộ, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quang Thuận về hành vi đưa hối lộ và Bùi Thiều Đỗ Lê về hành vi làm giả tài liệu của tổ chức. Chiều 22 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 3 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai đối tượng bị bắt giam là Nguyễn Hoàng Đức, nguyên giám đốc và Trần Thị Kim Sinh, nguyên phó phụ trách khoa dược CDC Thừa Thiên Huế. Đối tượng Lê Nguyễn Thi Loan, nhân viên thu phí CDC Thừa Thiên Huế, bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo thông tin ban đầu, CDC Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, được giao nhiệm vụ tiêm chủng vaccine dịch vụ theo quy định của Bộ Y tế. Tiền tiêm chủng được thu theo quyết định số 01 ngày 2 tháng 5 năm 2018 của CDC Thừa Thiên Huế. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, các đối tượng Hoàng Văn Đức, Trần Thị Kim Sinh, Lê Nguyễn Thi Loan đã không thực hiện đúng quy định về mua vaccine, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Điệp, chuyên viên kinh doanh trang thiết bị giáo dục, Nguyễn Khưu Đông Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Vi về hành vi đưa hối lộ. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương, nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An,
Phạm Điền, nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hội An, nay là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kim Đồng, Hội An. Nguyễn Ngọc Sĩ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hội An về hành vi nhận hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ năm 2019 đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện mua sắm các trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dương đã có hành vi chỉ đạo cho Phạm Điền, Nguyễn Ngọc Sĩ thỏa thuận, nhận tiền và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong trúng thầu và ăn chia theo giá trị hợp đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An đã thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị với Điệp, Phong, tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong cấu thành tội đưa hối lộ được quy định tại khoản 3, điều 364 Bộ luật hình sự. Hành vi của Nguyễn Văn Dương, Phạm Điền, Nguyễn Ngọc Sĩ cấu thành tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.